Nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm chúc mừng tại Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam và Ban đại diện Hội Thánh Tin lành thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời thăm hỏi chúc mừng đến các vị giám mục, linh mục, mục sư và đồng bào công giáo nhân mùa Giáng sinh 2020. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận những đóng góp của đồng bào công giáo trong thời gian qua với phương châm sống tốt đời đẹp đạo đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Khi COVID-19 bùng phát, đồng bào công giáo đã nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, tham gia các phong trào từ thiện xã hội, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng mong muốn trong thời gian đến, các chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo tiếp tục nêu cao tinh thần, kính Chúa, yêu nước, sẵn sàng đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền thành phố, xây dựng vững mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, góp phần vào sự phát triển chung của Đà Nẵng.